Hai nhóm thiếu niên ở Hà Nội rủ nhau ra trạm bơm hỗn chiến, một người nhập viện. Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai nhóm thiếu niên đang học trung học cơ sở tại quận Hà Đông và huyện Trường Mỹ đã rủ nhau ra trạm bơm hỗn chiến với hung khí. Ngày 31 tháng 1, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đang tiến hành làm rõ vụ đánh nhau giữa hai nhóm thiếu niên xảy ra tại trạm bơm Giang Chính, phường Biên Giang, Hà Đông. Vụ hỗn chiến xảy ra gồm 10 học sinh trung học cơ sở thuộc quận Hà Đông và huyện Trường Mỹ. Cụ thể, hai nhóm thiếu niên đã hẹn hò đánh nhau trên mạng xã hội. Hung khí được mang theo gồm tuyếp sắt gắn dao bầu, vỏ chai. Hậu quả của vụ việc khiến một thiếu niên phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương sọ não, vỡ xương. Vào cuộc điều tra, Công an quận Hà Đông xác định, từ mâu thuẫn, cãi chửi nhau trên mạng xã hội giữa Hoàng Minh Hát, sinh năm 2008, Trường Mỹ, Hà Nội và Hồ Xuân Hát, sinh năm 2009, Hà Đông, Hà Nội. Hai đối tượng đã rủ thêm bạn bè và hẹn nhau hỗn chiến ở khu vực trạm bơm Giang Chính vào đêm ngày 27 tháng 1. Quá trình tiếp nhận thông tin và khẩn trương điều tra vụ việc, Công an quận Hà Đông đã xác định, làm rõ và triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ một gậy sắt dài khoảng 1,7 mét, đầu có gắn dao, một gậy sắt dài khoảng 1,6 mét, một gậy sắt dài khoảng 2 mét, hai vỏ chai bia và các mảnh vỡ thủy tinh là hung khí nhóm thiếu niên dùng để đánh nhau. Hiện vụ việc đang được điều tra theo quy định pháp luật. Qua vụ việc trên, Công an quận Hà Đông khuyến cáo vấn đề quản lý con em, học sinh của các bậc phụ huynh, gia đình. Đặc biệt cần giáo dục lứa tuổi vị thành niên trong cách giải quyết mâu thuẫn không đáng có trên mạng xã hội.